Gà trống thấm da da em về rất là nhiều nhá. Có 5 màu. Xanh ngọc này, ui đẹp quá, màu ở ngoài xinh hơn nhá. Xanh ngọc này, hồng be, xanh dương và ghi. Lấy cho chị cái be đây, chị chụp cái. Đó, cái be này. Tiếp cái hồng đi. Màu ngoài xinh hơn ở trong ảnh trong ảnh web rất là nhiều nhá. Đây là màu ghi này. Màu ghi này. 5 màu. 5 màu. Từ từ để chị đang chị ấy nốt em mấy cái màu này. Cái này bưng